Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay giới thiệu với anh em một số món đồ nữa nha anh em. Đó, có cái bình hơi em đang bán tiếp ha. Với lại tủ đồ nghề. Tủ này thành ly giá rẻ cho anh em luôn, bao ship luôn. Đó. Một số món kìm búa giá cực kỳ rẻ luôn nha anh em. Kìm ép cốt nè. Tách hạt bắp nè. Súng rửa xe. Đủ món linh tinh ha. Vắt cạnh vắt mép luôn. Bây giờ em đi vào chi tiết cho anh em dễ xem nha. Rồi, không một nha anh em. Bán một cái tủ này là 1,6 triệu nha. Chiều cao của nó là 60 x 33 x 65 cm. Đó. Không, cái chiều rộng nó là 60 nha nè. Đó. Chiều sâu là 33, chiều cao là 65 cm, không tính bánh xe ha, tính bánh xe luôn là khoảng 70 cm đây nè. Đó. Khoảng 70 75 cm ha. Này, cái tủ này hơi xấu à. Xét đây nè, màu đỏ zin của nó. Đó, anh em đẩy vô. Đó, tủ này xấu nha nè, nói chứ ha. Đó, hơi xấu à, cái logo ES Power dán đây nè. Đây anh em xem ha, tủ này em bán 1,6 triệu nha, chuyển khoản bao ship. Đó, mặt bên hông đó nè. Đó, chỗ này tróc sơn nha nè. Rồi tróc sơn nha. Đó, quay kỹ cho anh em xem. Đó, chỗ này tróc sơn nè, xấu nè ha. Đó, ở trong nè. Trong chỗ này tróc sơn nè, ngay góc nè. Đó, thì bán cái tủ này là 1,6 triệu nha nè. Anh em nào đựng đồ nghề làm xe máy là ok luôn ha. Rồi, này mã số 01. Mai này bán 1 triệu nha nè. Đó, chuyển khoản bao ship luôn, thanh lý ba con này. Một con này bị mất cái công tắc ở đây. Đó, con này không chạy, con này chạy ok nhưng mà bị mất cái nắp che than thôi gì đó. Than nó không có văng ở đâu anh em yên tâm. Mất cái nắp nhựa che than thôi. Rồi, ba con này bán 1 triệu nha nè, chuyển khoản bao ship máy mài gắn máy tiện nha. Con này mất cái tay kẹp, con này bị gãy tay kẹp, con này cái tay kẹp còn. Thanh lý ba con máy mài trên gắn cho máy tiện nha nè. Con thứ nhất nha. Không chạy, cắm điện không chạy nha nè. Nó bị mất cái công tắc đây rồi. Đó, về anh em coi sửa lại ha. Đó, cái gì lại nó bị mất cái cán. Con thứ hai là bị gãy cái cán mà không chạy luôn nha nè. Không chạy ha. Đó, em thử không chạy. Rồi, cái con thứ ba. Con thứ ba là mất cái nắp che than nhưng mà cắm điện nó chạy nha nè. Đó, nội bán con này không có lời, em thanh lý ba con này 1 triệu nha, chuyển khoản bao ship nha nè. Nè, thử nè. Đó, chạy ha. Chạy ok ha. Chỉ bị mất cái nắp che than nha anh em. Đó, chỉ bị mất cái nắp che than thôi chứ chạy vẫn ok con lành, không vấn đề gì. Đó, hai con này thì không chạy. Rồi, thanh lý cho anh em ba con này là 1 triệu nha, chuyển khoản bao ship. Cái cán này còn cái cán luôn nè. Thấy không? Đó, rồi, thanh lý 1 triệu. Rồi, mã số 03 nha nè. Bán cho anh em một cái quạt hút. Cái này em bán 480 nha, chuyển khoản bao ship ha. Này xài điện 220 có cái tụ luôn nè. Đó, cái này tháo trong cái máy nồi điện Nhật ra. Đó, cái này có chỉnh gió luôn nè. Gió nhiều gió ít là anh em cứ ở đây là gió nhiều gió ít nè, nó hút gió vô chỗ này ha. Đây là cái bát để nó bắt nè. Đó, đây là cái họng. Đó, cái họng của nó nè. Quạt này gọi là quạt sò nha anh em. Quạt sò nó như con sò vậy ha. Rồi bây giờ cắm điện cho anh em coi thử nè. Quạt ok ngon lành á. Nè. Đó. À, anh em nào thổi bụi, thổi mát, làm mát gì cũng được nha anh em. Tại vì rất là gọn ha, nó không có lớn như cái quạt máy của mình. Mà cái gió ra cũng rất là mạnh luôn nè anh em coi. Đó. À. Rồi, con này em bán 480 nha anh em, chuyển khoản bao ship, chạy ok con lành ha, điện zin 220. Đó. Cái này tháo trong cái tủ máy nội điện Nhật ra nha anh em. Mã số 03, 480 chuyển khoản bao ship. Rồi, bốn cái bánh xe này em bán 600 ngàn nha anh em, chuyển khoản bao ship. Bốn cái bánh này nặng 6 kg nha. Đó, hai bánh nặng 1,5 kg. Cái này nó có cục cao su đây nè, tăng chỉnh được nè. Anh em làm cái bàn, anh em gắn vô cái bàn làm việc của anh em hoặc là máy móc vậy đó, nó chịu tải cực kỳ luôn. Bốn cái này anh em tải 2 tấn là vô tư. Đó, cái bánh xe này của Hàn Quốc nha nè. Đúc nguyên khói vậy nè, nó có bánh xe lăn luôn. Ở trên này nó xoay được 360 nè. Nè, nó xoay được nè. Thấy không? Đó, anh em bắt vô máy chỉ cần dặn một ốc cho thôi, không có cần bắt bốn con nó rườm rà lắm. Rất là gọn luôn. À, cái này máy móc ở chỗ em xài là em toàn là bắt cái này không à. Đó, lúc mà anh em tăng chỉnh này nè, cho nó dài ra là chân trụ thẳng trên xuống luôn, mà nó có cục cao su nó chống rung nữa, cho nên là máy móc của anh em chạy nó rất là êm luôn ha. Đó, còn nếu mà anh em muốn di chuyển đi thì anh em dặn cái này nè, cho cục cao su rút lên đó thì có bánh xe luôn, mình lăn mình di chuyển luôn rất là êm ái luôn ha. Đây nó xây được nè. Đó, rồi chiều cao của nó là nó khoảng 12 cm nha anh em, từ đây tới đây lên đây khoảng 12 cm nè. Cái bánh này bự lắm.
siêu to khổng lồ luôn á, 4 bánh 600 ngàn, nặng 6 kg nha anh em, chuyển khoản bao ship luôn ha. Rồi mã số 05 nha anh em, giới thiệu với anh em một cái bình để anh em bơm bánh xe made in Germany ha. Cái này chịu tải tối đa của nó là 10 kg đó, mặt kiến luôn nha anh em, mặt kiến, cái bình bằng thép rất là ok luôn. Con này made in Germany, à made in Germany đó, EC Efit nè đó. Con này là chuyên dùng để anh em cân chỉnh hơi trong bánh xe đó, là nghĩa là anh em bơm hơi vô đây, ở đây nó có van một chiều, hơi vô nó không ra được, nó chỉ ra được cái vòi này thôi, là anh em chỉ cắm hơi trong máy nén khí, anh em cắm vô đây là hơi nó tích trong này ha. Anh sẽ đem cái bình này đi để mình cân chỉnh bánh xe đó, dù như anh em gài cái này vô cái vòi xe nè đó, anh em coi nó lên được mấy ký, mình nếu mà yếu quá thì mình bơm vô thêm, còn nếu mà nó căng quá thì mình xả ra đó. Là cái này nó hoạt động giống như là cái đồng hồ áp vậy đó ha, để căn chỉnh mấy cái bánh xe cho nó đều ký với nhau đó. À, cái bình này nhỏ nha anh em, chắc khoảng 8 lít 10 lít thôi, made in Germany nè, 6-124 Efit nè, Efit ha, fit là chỉnh sửa đó, còn e là hơi nè, là khí đó đó. À, cái này nó đổ van một chiều nha anh em, tất cả nguyên zin luôn, thậm chí cái dây này cũng zin luôn nè, cái vòi bơm cũng zin luôn, cũng của nó luôn, nhưng mà chỉ có cái đường hơi vô là phải độ lên nha anh em, thì độ van một chiều thì nó mới giữ hơi cho mày được ha. Đó, mình bơm vô nó mới dễ dàng. Con này rất gọn nhẹ, anh em có thể xách đây nè, xách đi nè đó, xong mình căn chỉnh bằng cái này, cộng trừ vô đây. Rồi bây giờ cắm hơi cho anh em coi thử nè. Rồi đang cắm hơi cho anh em coi ha, đang nạp hơi vô nè đó, nó đầy rồi, anh em cứ việc rút cái này ra thôi đó, rút ra hơi nó tự giữ trong này, tại vì cái cục này trắng nắng này là van một chiều, hơi vô không có ra được ha, nó chỉ ra được cái vòi thôi đó. Rồi căn chỉnh thì anh em cứ việc gài cái này vô cái bánh xe đó, rồi mình cộng trừ, đây có hai chữ cộng trừ nè, mình cộng vô nè đó, dụ như hơi thấy căng quá anh em xả ra ha. Còn bây giờ là cộng bơm vô nè, anh em nhấn vậy nó bơm vô xả ra, nghĩa là khi mà bánh xe anh em bơm, anh em cứ bơm thoải mái, bơm sơ sơ thôi, xong rồi mình dùng cái bình này mình xách đi, mình cân chỉnh lại đó, đó là tác dụng của cái bình này ha. Rồi nên là cần liên hệ cho em nha, hoạt động ngon lành, không có xì sọt gì hết nha nè. Em bán một cái đường ray này, đường ray của Mỹ nha anh em đó, được mài giống như là một cái đe rồi ha, mỏ nhọn, bên này nó bo nguyên zin, còn bên này nó vát thẳng nè, nè thấy không, đây đang mài cái mỏ nhọn nè, cái này nặng 13 kg nha anh em. Rồi chiều dài của cái thân đe nè, nó dài khoảng 24 cm đó, bề ngang của cái mặt đáy nè, anh em coi mặt này khủng nha đó, khoảng 15 cm. Rồi chiều cao nó khoảng 18 cm nha anh em đó, đo khoảng cho anh em xem ha. Đe rất là lớn luôn nha, nặng 13 kg, cái này bán 500 ngàn, chuyển khoản bao ship nha anh em. Đe này đeo Mỹ, nó cắt ngay khúc này không có chữ gì hết đó. Về anh em coi mài dũa lại rồi, hoặc là để về anh em xài cũng được ha. Đó, nó mài sẵn cái đầu nhọn rồi nè, để cho anh em xài ha. Rồi mã số 06 em bán 500 ngàn nha, chuyển khoản bao ship. Rồi ok, bán combo giờ là 100 ngàn một mới nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, 7, 8, 9, 10, 11, 12, anh em coi số nào thì anh em chọn số nấy ha. Đây số 7 em bán một cái búa nè đó, một hai cái tủ vít, một cái kéo với một cái mỏ lết dặn ra vô cũng được nha anh em. Rồi 100 ngàn, số 7, số 8 này cũng 100 ngàn luôn, một cái búa nè, anh em coi ngoại hình rồi mình chốt nha đó, hai cái tủ vít, một cái kéo với một cái mỏ lết cũng còn dặn ok luôn nè, dài 20 cm nha. Rồi đây số 9, một cái búa nè, một cái kéo, hai tủ vít với cây mỏ lết y như nhau hết luôn, chỉ cho anh em coi ngoại hình thôi. Đó, 100 ngàn nha anh em, thanh lý nha, chuyển khoản bao ship luôn, này bán chơi cho vui luôn, không ai bán rẻ hơn em luôn á đó. Đó hai cái tủ vít nè, này nói nhanh ha, nó bán thanh lý mà đó, một cây mỏ lết rồi mới này luôn, mã số 11, một cây búa nè, một cái kéo, một cái tủ vít, hai cái tủ vít rồi với lại cái mỏ lết dặn ra vô còn ok ha. Rồi cuối cùng số 12 đó, một cái kéo, hai tủ vít, một cái mỏ lết với một cái búa, mỏ lết này là còn dặn ok luôn nha anh em, Toyota luôn nè, búa nè. Rồi mã số 12 100 ngàn, bán một cái bình hơi 38 lít nha anh em, của Hitachi, nước sơn zin chưa có sơn lại luôn ha, anh em nào cần liên hệ cho em nha. 38 lít, có sẵn ba cái chi hơi để anh em ra ba đường luôn nè, đây là đường vô của nó ha, nó tích trong này đó, bình ngồi ok, đây đồng hồ áp của nó nè, đây là cái van an toàn ha, khi mà quá ký là nó sẽ xả đường này ha, anh em chỉnh ký ở đây rồi mình siết lại đó, muốn mấy ký thì mấy ký. Ở đây nó ghi nè, 38 lít, áp chịu của nó là 10.7 kg, áp thử của nó là 16.9 đó, thì anh em xài áp 8 kg là thoải mái ha. Tại cái bình này nước sơn zin nè, hơi cũ hơi tróc tróc thôi, anh em nào không thích về mình sơn lại tí xíu là ok.
nha, ba của ba chân đứng luôn. Rồi đo chiều cao cho anh em coi cái chiều cao của nó có bao nhiêu cm. Đó, khoảng 80 cm nha nè. Khoảng 80 cm nè, cái đường kính mặt đáy của nó là khoảng 60 cm. Đó, em đo khoảng sơ sơ cho anh em coi. Rồi, đây cho anh em coi lại ngoại hình của nó lần nữa ha. Đó. Rồi, cái này là mã số 13 nha nè. Anh em cần liên hệ cho em nha. Bên này nó móp nhẹ cho này xíu nha anh em. Nè. Anh em thấy không? Đây là nó móp nhẹ cho này, chỗ này cấn nè, nó móp nè. Anh em thấy cái ánh sáng không? Đó, nó móp cho này ha. Rồi, bên này em thanh lý giá rẻ cho anh em. Rồi, số 14 là một cái vắt mép nha anh em. Con này của Nitokoki nha. Còn rất là đẹp luôn. Mã của nó là EBM gạch 0307 A Made in Japan, điện nguyên zin 100V, 920W ha. Này điện nguyên zin 100V nha anh em. Đó, con này xài chip, thì anh em có thể thay được cái chip này rất là dễ. Mở này lên nè. Đó, giở này lên, mở ra. Đó, mình thay cái chip trong này. Đó, ha, nó xài một chip thôi. Đó. Nè, anh em có thể thay dễ dàng. Đó. Còn bên này nó có cái hộp để anh em đựng đựng phôi, ha, mấy cái phôi mà anh em ấy ra xong á, nó sẽ văng vô đây nè. Đó, nó có cái hộp đựng nên anh em đổ ra luôn. Rất là tiện lợi ha, nó văng vô đường này nè, nó văng chứa trong này. Đó, nó không bị văng tùm lum. Rồi, con này còn nguyên zin, còn rất là đẹp luôn nha nè. Dây điện nó còn ok luôn, ngon lành. Ha, anh em cần liên hệ cho em nha. Con này vắt mép ha. Bây giờ cho anh em xem cái clip minh họa. Chào anh em, nay em test con vắt cạnh của Nitokoki nha anh em. Con này điện zin 100V ha. Nitokoki, con này vắt cạnh, con này vắt inox được 3C và vắt thép sắt thép được 7C nha anh em. Đó, đây ghi rồi ha. Con này xài chip thì anh em có thể mua chip thay dễ dàng. Con này nó có cái nguyên cái hộp đựng phôi luôn ha. Thì khi mà anh em xài nó phôi á, nó sẽ đựng trong cái này. Và anh em sẽ mở nắp này ra để anh em đổ nè. Đó, mở cái nắp ra để anh em đổ phôi anh em bỏ. Đó. Nha. Rồi. Thì khi nào mà anh em mua máy này em sẽ chỉ anh em cách chỉnh gốc. Ở đây nó đang xài chip nè. Chip này thay rất là dễ dàng. Rồi test thử cho anh em chạy nè. Đó, con này khởi động mềm nha anh em. Khởi động mềm ha. Chạy em máy cực kỳ luôn. Đó, không có vấn đề gì hết. Anh em nào cần thì liên hệ cho em nha. Rồi, cái này em bán 1 triệu nha anh em, một cái gấp ton ha. Đó, hoạt động ok ngon lành nè. Gấp mép ton. Đây có 3 cái 4 cái mặt đạn. Rồi bây giờ sẽ chèn clip minh họa cho anh em coi ha. Con lăn chỗ này nó hơi xấu nha nè, cho nên em bán giá mềm hơn hồi trước ha. Đó, con lăn cái này hơi xấu nè. Nhưng mà hoạt động ok, không có vấn đề gì hết á. Anh em xài nó cũng bình thường thôi. Đó. Nha. Cái này em tha lớp dầu vô thôi chứ không gì hết. Này lau cho anh em coi nè. Còn rất là đẹp luôn ha. Rồi cái này bán 1 triệu nha. Bây giờ em sẽ chèn clip minh họa cho anh em xem á. Cần lắc nha anh em, cây này bán 120 nha, chuyển khoản bao ship nha. Đó, cây này có chữ Japan luôn, anh em xem nè. Japan. Đó, đây có chữ Mitoloy nè. Rồi, cây này bán 120 nha nè. Chuyển khoản bao ship, nước xi hơi xấu, hoạt động thì ok, ngon lành. 150 nha nè, 165, lưỡi 165 ha, đây có ghi số 165 nè. Chữ ngoài đây lằn nhằn luôn. Anh em về mài lại nha, giao bãi nguyên zin chưa có vệ sinh chưa gì hết, đầy mẻ dâm dâm một số chỗ nè. Đó. Nè. Vậy anh em chặt cây chặt dừa gì đó. Cán còn nguyên zin luôn, 450. Chuyển khoản bao ship nha nè. Giao này giao tay phải nha. Đó, giao chặt tay phải ha. Cái lưỡi vác nằm bên phải nè, giao chặt tay phải. Còn lưỡi vác nằm bên trái thì giao chặt tay trái, dành cho anh em xài tay trái. Rồi, 450 cái này. 18 ba cái chui cắm này bán 50.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Chui này chui điện ba pha của Nhật. Đó, về anh em coi xài được mình xài ha. Đó, 3 cái 50.000, hai cái này xấu còn cái này đẹp mà ok nè. Đó, chưa điện ba pha. Rồi, 3 cái 50 chuyển khoản bao ship luôn. Một cái kìm KTC. Đó. Ha, kìm này là kìm bóp phe. Anh em bóp vô thì cái mũi nó sẽ bóp vô, còn cái loại khác là anh em bóp vô cái mũi sẽ banh ra là loại khác ha. Còn cái này là bóp vô cái mũi nó bóp vô. Cái này bán 150 nha nè. Mũi còn cực kỳ ok luôn nè. Không có gãy không gì đó. Loại này là anh lấy cao bò lắm luôn á. 150.000 của KTC nha nè, Japan ha. Đây để đo chiều dài cho anh em xem coi nè. Rồi, 18 cm nha nè. 18 cm ha, mã số 19, 150.000. Một cây thước ke nha nè. Cây này chiều dài của nó là 77 cm ha. Đó, của xin qua chim cánh cục nè. Cái này dùng cho anh em xài cái máy cắt gỗ ha. Đó, anh em chỉnh góc được. 30, 45, 60, 75 anh em muốn góc nào cái anh em chỉnh đó, ví dụ như đây chỉnh 90 độ nè. Cái anh em khóa này lại ha. Rồi xong.
Cái này á thì anh em sẽ để lên cái tấm gỗ, tưởng tượng như đây là tấm gỗ nè, anh em gài vô đây, thấy không? Còn cái này là cái đường thẳng nè, anh em để cái máy cưa bàn á, cái cưa cầm tay, cưa đĩa cầm tay, anh em để cho anh em đẩy một đường cái là nó cắt được theo cái góc đó. Còn ví dụ như đây anh em chỉnh xuống nè, đó 45 độ nè, đó cái mình khóa lại ha. Đó xong cái mình gài vô đây nè, thấy không, gài vô cái tấm gỗ giống vậy nè, đó gài vô vậy nè, thì góc này sẽ là 45 độ. Anh sẽ để cái cưa đĩa vô đây, anh em đẩy một đường cái là nó ăn theo cái cạnh này, nó đẩy không phát là ok luôn ha, anh em khỏi cần đo gì hết, cực kỳ thẳng luôn nha anh em. Đó là ok rồi, cây này bán 500.000 nha, chuyển khoản bao ship của con xin qua ha, một cái cử cắt gỗ dành cho anh em làm xài cưa đĩa. 21 cho anh em một cái đầu cắt cáp ha, cái này dùng cho anh em là mà xài cái loại mà ép thị lực bằng tay hoặc là bằng pin gì đó là đều ok hết nha. Đó đầu cắt cáp nè. Đó đầu cắt cáp nó có hai cái chốt nè để anh em gắn vô ha. Đó xong cái này nó đẩy lên thì cái này nó sẽ cắt lại thôi, giống gì đó. Đó vậy nè, thấy không, lưỡi còn nguyên zin luôn, không có sức mẻ hết. Cái này chuyên cấp đồng cấp thép nha nè. Rồi để đo cái kích thước cái họng nó cho anh em coi coi nó là bao nhiêu cm. Rồi cái họng mở lớn nhất của nó khoảng 55 nha nè, chắc cắt được đường kính 50 á. Rồi cái này em bán giá anh em cứ gọi cho em ha. Một cái đèn mã số 22 nha anh em, 220.000 nha, không tin tuổi gì hết nè. Cái này dành cho anh em tài xế nè, nó có 500 nè, anh em có thể treo hết sửa xe được luôn, 500 dưới đáy luôn ha. Đó nè, đèn khẩn cấp nè, anh em treo lên xe là ban đêm người ta sẽ thấy nhấp nháy, nháy người ta né ha. Đó là một cái sau lưng tắt ở đây. Rồi cái này đèn led nè, để anh em sửa xe nè, rất là sáng luôn ha. Đó nó có bảo vệ luôn để anh em chống bể luôn. Cái này bằng nhựa nha, không phải bằng kiến nha, bằng nhựa ha, vậy anh em lau lại sạch ha. Đó ok, 220. Cái này xài pin tiểu nha, pin con ó nè, ba cục trong này nè. Cái này hồi lần trước em bán rồi đó mà anh em hỏi tranh nhau mua mà cuối cùng giao cho cái ông bơm hàng đó, ba cục pin tiểu gắn vô ha, cuối cùng giao cho ông cái bơm hàng, ông nói là bấm cái cho vui xong hoàng về. Rồi bây giờ em quay lại bán cho anh em ha, 220.000 chuyển khoản bao ship. Rồi một cái ổ khóa Đài Loan nha, bán 300.000 nha, chuyển khoản bao ship ha. Đó 300.000 cái này C1, C2 lock, anh em tra lên Google là thấy gì, CM68 nè. Này là chiên khóa xe ha, anh em mở ra nó sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đoạn như vậy. Rồi anh em xếp gọn lại là thành như vậy ha. Đó, ở trong này nó có cái túi giải luôn ha, anh em không xài, anh em bỏ vô cái túi giải, anh em treo lên xe của anh em á. Chìa khóa sơ cua này đủ luôn, cái này chưa khui luôn. Khi mà mở ra nó sẽ như vậy nè ha. Đó, C1, C2 lock, cái này hàng Đài Loan nha anh em, hàng Đài Loan xuất Nhật á. Đó, khóa xe vậy nè. Rồi, cái này bán 300 nha, chiên khoảng bao ship. Rồi một cây kìm cót mini nha nè. Cây này nhỏ thôi, cây này của Mỹ, chiều dài của nó là khoảng 17 cm. Cây này giá mới là cực kỳ mắc luôn. Anh em một cái mức giá mà anh em không thể tưởng tượng được luôn ha. Đi xem USA 11851. Đó, sản xuất ở Mỹ nha nè. Cái này cái tay của nó là màu đen, hai bên màu đen giống y chang luôn. Nhưng mà nó bọc thêm cái ống co nữa nè ha, để cho êm tay hay làm sao không biết nữa. Đó bóp lại nè. Này chiên cốt ghim nha nè, này anh em nào làm thợ điện mình biết ha, 600.000 cái này kìm cốt luôn, cái này bán 600.000 luôn, chuyển khoản bao ship. Đó. Đó, hoạt động ok hết nè, hoạt động ngon lành không vấn đề gì hết. Rồi, cây này hình như của Mỹ nè, anh em xem cái này ghi chữ Statin. À, anh em tra Google thử coi, giờ tra Google được hết mà. Đó, cái này hình như cũng bấm code game luôn. Đó. Em không chen gì điện, chỉ thấy đẹp thì em lấy về em bán thôi. Đó, nó có ba lỗ code vậy nè. Chữ số đây anh em dừng lại mình coi thử coi ha. Rồi, bán cái này 600.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship mã 25. Cần lực của Mỹ nha anh em, cây này dài 55 cm. Cây này là Jetco made in USA. Em thấy chữ Jetco bằng Jetco, đây mặt bằng họ nó ghi nè. Đó. Ha. Made in USA. Đó, còn lực này xài kim nha anh em, lực tối đa của nó là nó được khoảng để coi 350 newton trên mét. Đó. Ha. Mặt dưới bằng nhựa nha anh em, mặt dưới bằng nhựa ha. Trên này bằng thép không rỉ nè. Đó, tay cầm nè. Ok nè. Đầu đồng 1/2 nha anh em, không có lắc nha. Đồng cần lực cái đồng hồ là không có lắc.
đó, kim của nó nè, anh em xài tới đâu là cái kim nó đá tới đó. Rồi anh em nào cần cây này liên hệ cho em á, dài 55 cm. Cái mâm cặp mini à, của con Son đó, mâm Son. Cái này đường kính của nó là khoảng 8 cm thôi nha nè, bờ dày của nó là khoảng 4 cm nè, không tính cái chấu ha, tính chấu là 6 cm. Cái này anh em để cái đầu 1/4 vô anh em lắc là ok nè. Đó, cái này nó ba lỗ ở đây à, 8 cm nè. Rồi ra vô cũng ok nha nè, cái này bán 800.000 nha, chuyển khoản bao ship. Rồi một cái kẹp ton nha nè, cái này không biết là bao nhiêu ký đó, không biết tải bao nhiêu nữa đó. À, cái này đã tự động nó nở ra nè, anh em xem nè, khi mà anh em bóp vô nè, lấy cái tay bóp lại là mở ra nè đó. Đó khi mà anh em đóng lại là tự động nó kẹp lại luôn, tại vì cái này nó con nè ha, nó sẽ banh cái này ra đó, nó sẽ bóp này lại, răng cỏ ngủ ok, còn đẹp nha nè, răng ngủ ok rất là đẹp luôn ha. Đo cho anh em xem cái bề rộng của cái miệng nó mở ra bao nhiêu. Rồi đó, khoảng 1,5 cm nha nè, khoảng 15 ly. Đó, là cẩu lên, càng cẩu lên thì nó càng kẹp chặt, tại vì cái nở ra nè, cái này nở ra nè, nó càng kẹp chặt lại. Rồi cái này bán 1 triệu nha, cái cẩu ton ha. Kèm bonsai bán 400.000 nha, đang chuyển khoản bao ship nha. Cái kèm nó có chữ đây nè. À, đây, cái này là chuyên cắt dây nhôm của bonsai nha nè. À, cái miệng của nó thì hở nhẹ hai chỗ ha, còn cái mũi vẫn còn ok nè, miệng nó hở nhẹ hai chỗ. Rồi bây giờ test thử cho anh em coi trên cái dây nhôm nè. Đó, cái này bán 400 nè, chuyển khoản bao ship, cắt dây nhôm nè, cho anh em làm bonsai ha. Đó, rồi, ok, 400.000 nha em, chuyển khoản bao ship. Rồi, Taro Ren 13 thông dụng, 120 cái nha em, chuyển khoản bao ship nha. Này là con Yamawa nè, nó ghi số 1/4 nè, nghĩa là cái đường kính này là 13 mm. Anh em Taro vô là cái Ren này, Ren 13 thông dụng, dành cho anh em mấy cái đầu hơi giống vậy nè, để anh em cắm vô á, à, mà anh em xài đồ Nhật nhiều khi nó không có cái ren này, thì anh em xài cái này Taro lên, Taro đang 13 thông dụng, đó, à, để vô là ngay chốc luôn nè, à, rồi 120 cái nha anh em, hai cái 240 nha, ở này bán 150 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha, gồm có hai cây sủi nè, anh em cạo sơn cạo gì đó cạo ha, rồi một cái cưa này đo cái chiều dài lưỡi. Đó, nó khoảng 28 cm nha nè. Đó, một cái cưa ha. Đó, với lại cây này còn trong hộp luôn nè, là bán tất cả như đây là 150.000. Siêu to khổng lồ luôn. Đo cái phần lưỡi này nó khoảng 32 cm. Đó, phần lưỡi không có nha nè. Đó, cây này cưa cũng còn ok lắm nè, cưa gỗ, cưa cành. Rồi đút vô đây. Ha, là ngon luôn. Đó, washi. Đó, nguyên mới vậy là 150.000 nha, chuyển khoản bao ship. Nên là bonsai rồi mua cái này là ok ha, 150.000. Rồi số 32 nha nè, bán mấy cái đè mà để đè làm đeo phụ ha. Đó, thì bán hết luôn 4 cái là 800.000. Chiều dài của cây này là nó khoảng 30 cm nè. Đó, một cái đè này đầu tròn nè ha. Rồi cái đè này đầu cong ha, nó cong hơi cong nhẹ đây. Chiều dài của cây này nó khoảng 15 cm nha nè. Rồi cái này đeo phẳng ha, đầu này để cong, đầu này thẳng, đầu này bo tròn nè, rất là đẹp luôn á nha. Đó, mấy cái đeo phụ. Rồi cái này nó làm bậc cong bo tròn ở đây, trên này phẳng nha nè. Đó, mặt này làm cong nè. Đó, thì 4 cái vậy nó bán 800, chuyển khoản bao ship, mã số 32 nha. Số 33 nha anh em, bán cái mớ vũ mini là 350. Đó, tất cả là của vũ của thị sĩ hết luôn ha. Đó, đây hai đầu cong nè. Rồi cái này là hai đầu cong tròn luôn nè. Đó, anh em về làm ví dụ thờ bạc hay gì đó, tất cả là của thị sĩ luôn nha anh em, Swiss made hết rồi. À, thị sĩ làm. Đó, nó có chữ hết rồi, Swiss made hết nè. Đó, đây độc lạ luôn nè. Rồi, đây hai đầu cong luôn nè, mấy cây cong nè. Mấy cây này anh em vũa gốc khó là nó ok luôn nha anh em. 350 nguyên mới vậy ha. Đó, nguyên mới trên tay em là 350.000, chuyển khoản bao ship, mã số 33. Rồi số 34 bán 350.000 nha, vũ thị sĩ nha. Đó, tất cả những cây này đều thị sĩ luôn nè, nó ghi Swiss made hết nè. Đó, anh em xem ha. Đó,
Ok. Rồi như đây là em bán 350 nha anh em, chuyển khoản qua ship nha. Đó. Ha, hai đầu cong nè. Cong tròn móc mấy cái chỗ mà khó khăn nữa ok hết luôn á. Ha. Đó. Uốn lượn các kiểu nè ha. Cái này chắc dành cho anh em là làm thợ bạc quá. 350 cái này nha anh em, chuyển khoản qua ship mã số 34 nè. Hai cây đục lấy dấu của thị sĩ nha anh em, một cây nhỏ cây lớn ha, cây nhỏ 7/12 nè, tung tên cắt bit. À, cây lớn cũng vậy luôn nè, sweet tone à. Đó, của thị sĩ hết nha nè, BB sweet match, cái đầu hộp kim còn luôn nè à. Rồi hai cây này 400.000, chuyển khoản qua ship nha nè, lấy dấu của thị sĩ. Rồi một cây nhân lực của Tone nha nè, đây nó ghi mã nè, Tone 8-330 tây đúp à, thông số mình sẽ để bên phải màn hình nha nè, Tone ha. Này hàng nội địa Nhật. Nó có hai chế độ, một chế độ quay nhanh nè, anh em siết ốc nhanh nên anh em dặn cái này. Còn anh em siết ốc mà siết lực á thì anh em sẽ để cái tay dặn vô đây anh em lắc. Ha, cái lỗ này lỗ 1/2 nha nè, còn cái lỗ ra này là 1 inch. Ha, này ví dụ như cái này để vô nè. Đó anh em lắc. Ha. Rồi, nhông đều trong bên trong ok ngon lành nha nè. Đó, đầu 1 inch ha. Đây nó có sẵn cái đầu 1 inch nè. 1 inch. Cái này phải không? Phải 41 rồi. Này như ra 41 rồi. Đó, có sẵn cái đầu zin của nó luôn, tặng cho anh em thêm một cái đầu nữa. Đó, chuyển từ đó, đây nè, 1 inch nè. Này ra hình như là 1.5 inch á. Nè, Tone ha, Japan luôn. Rồi anh em nào cần liên hệ cho em nha. Cái này là mã số của nó là 36 ha. Đó, mã số 36. 37 một cái mài bút cho anh em, 450.000 nha, chuyển khoản bao ship, tặng cho anh em thêm một cái hộp mũi mới chưa xài luôn. Cái này cốt 3 ly ha. Anh em cắm ống hơi vô đây nè, ở đây nè, nó điều chỉnh nè, nhạnh chậm nè, anh em cầm anh em mài giống như cái bút vậy, mình viết chữ được luôn ha. Rồi, cái này 450.000 nha nè, dành cho mài mấy cái chi tiết khó chạy ok ngon lành, 450.000. 800.000 nha nè, một cái súng về cho anh em tự xử ha. Đó, cái đầu này đầu ren thông dụng nè, về anh em gắn cái bát vô là mình xài thôi. Đây coi cây này của ai, cây này để đọc cái mã nó trước đi, SB900 nè, nhiệt độ 150 đến 300 độ C. Đó. À, áp của nó là 36 MPa. Tương đương với khoảng 360 kg anh em. Đó, made in Italy. À, Italy. Đó, về anh em test ha, em đây em có máy để test. Đó, cái này khóa cò không cho bóp bậy nha. À, cái này bán 800.000 nha. À, em coi cái đầu giờ mình gắn được không? 800.000 súng rửa xe. Rồi số 39 bán 1.2 triệu cho anh em, một cây súng xịt của Germany. Đó, made in Germany ha. Áp của nó là 275 kg. Đó, nước 45 lít/phút. Đó, cò bóp nè. Cái này anh em không có máy đi thử nha, anh em về anh em gắn lắp vô máy thử nha. Nó có đầu răng chống xoay luôn nè, chống xoắn dây nè. Đó, về anh em lắp vô. Đây cái bát nè, bát chỉnh nè. Đó, chỉnh ra vô nè. Xề chậm nè, cái này em không máy đi test. 40 máy 250, một cái đầu chuyển từ hơi áp cao sang áp thường. Đó, chỉnh áp được luôn. Anh em chỉnh đây nè. Đó, dặn ra vô là áp mạnh áp nhẹ ha. Chuyển từ hơi áp cao, đuôi áp cao của con mắt nè, máy nén khí mắt rồi á. Anh em gắn vô là ok. Daisen nè, made in Japan nè ha. Đầu này đầu tự động nha nè, gắn vô là dính ha. 250.000 một cái đầu chuyển từ hơi áp cao ra áp thường. Tay đây là 200.000 nha nè. Ba món trên tay em bán 200.000, chuyển khoản bao ship, một cái mở lết 4 inch. Cái này đồ treo móc khóa của nó ghi chữ Hồng Kông nè ha. Này tặng cho anh em chơi cho vui. Một cái con dao. Dao xếp. Nó rất là đẹp. Long lanh lấp lánh nè. À, cái này anh em treo móc chìa khóa ok, nó ghi stainless steel nè, thép không rỉ nè. Cái này nó có nhiều món ha. Đó, khui bia nè. Khui đồ hộp nè, con dao nè. Đó, với lại một cái món cuối cùng này không biết làm cái gì nó giống quắc à. Đó, cái này nhìn ghê lắm nha nè. Đó, treo móc chìa khóa ok ha. Rồi với lại một cây mỏ lết trượt, trượt lên trượt xuống nhưng mà nó bị mất cái con ốc giữ đây nè. Về anh em nào làm thợ tiện mình tiện con ốc thì giữ mình dặn vô ha. Là xài ok. Đây nó có cái bánh răng hay cái gì. Qualirap USA nè. Đó, 8 đến 200mm. 8 inch 200mm. Rồi, cây này anh em tiện ốc giữ đây là ok ha. 200.000 mã số 41. 42, một cây chảo móc Ranson. Ranson. Đó. Đây mã số nó 201-18019 vậy nè. Đây, đo cái này cho anh em xem ha. Cái móc từ đây tới đây là nó khoảng 6cm nè. Đó, em đo khoảng ha. Đó. Cái đầu lúc lắc được nha anh em. Rồi chiều dài cái này là nó khoảng 20cm. Đó, gọn nhẹ ha.
kích thước em cũng đo rồi, cái này bán 250 nha nè, chuyển khoản bao ship nha. Đo lấy cái thước cặp đo thử cái chốt này coi. Rồi cái chốt này là 5 ly nha nè, khoảng 5 ly ha. Đó, 5 ly, 5 ly 2 nè. Ok, 250 ngàn cái này. 43, một cây mài nhám băng nha nè. Cây này là Belton. Đó, tốc độ của nó là 17.000 vòng phút, made in Japan. Nitto Koki. Ha, à, này, chữ Nitto nè, Nitto Koki. Đó, cái đai này anh em mua cũng dễ dàng, mua Shopee, mua ở đâu cũng có rồi. Ha. À. Cái gì mày nữa thằng. Ở đây anh em có thể điều tốc được luôn nè. Anh em để con vít dẹp vô đây ha. Mình xoay mình dặn là mình điều tốc được. Rồi, đây mày thử cho anh em coi. Đó, cái này vác cạnh là ok luôn á anh em. Nè, thấy không? Để cái là nó ăn liền nè. Đó, rất là an toàn luôn, tại xài bằng hơi mà nó không mạnh như bằng điện đâu. Bằng điện nó anh em cầm mấy mày gốc rất là ghê, còn cái này cầm rất an toàn luôn, dây đai. Đó, đâu có gì đâu. Rồi cái này có thể chỉnh góc được luôn nha nè. Anh em mở con ốc này ra nè, nó chỉnh góc nghiêng lên nghiêng xuống được luôn. Đó, mở nhẹ ốc này ra ha, rồi mình chỉnh nghiêng lên nghiêng xuống. Anh em thậm chí anh em kẹp cái này vô bàn, anh em làm cái máy mày đứng cũng được luôn. Rồi, mã số 44, một cái khò ga bán 350 ngàn luôn nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Bình ga này anh em tháo được nè. Đó, thấy không, tháo được nè. Anh em gắn vô nè, bình để sạc được nha anh em. Sạc được ha. Đó, đây có cái van nè, anh em sạc được. Nó mà sạc kiểu gì em không biết, bây giờ anh em coi chế độ sạc ha. Đó, cái van ga ở đây, đánh lửa thì đánh lửa ở ngoài. Đây cái ống để hút gió. Đó, anh em nới nhẹ này ra nè, mình rút này ra, mình xài như một cái khò ga. Đó. Đây. Đó, mở ra nè. À, lửa ok nha nè, xanh lè luôn ha. Rất là dài luôn. Đó nè, thấy không? Rồi khi mà mình đút vô nè, mình đút vô đây. Nó giống xài giống như một cái bếp vậy đó. Rồi đút vô đây, xiết này lại nè. Đó nè, thấy không? Nè, nó lên đây giống như cái bếp vậy nè. Để mở ra nè. Rồi, mồi lửa nè. Đó nè, thấy không? Giống như cái bếp vậy. À, khò lên nè. Đó. Rồi cái này hoạt động ok nha anh em, bán 350 ngàn thôi, chuyển khoản bao ship nha. Số 45, hai cái đuôi chuột bán 100 ngàn nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Một cây 17-21 nè, cây này cũng 17-21 luôn, cây của MCC, một cây của Super. Đó, hai cây hoạt động còn ok nha anh em, đảo chiều ngon lành ha. Hai cây 100 ngàn, chuyển khoản bao ship, không đâu rẻ bằng em luôn. Lấy một cái đèn snap on 250 ngàn luôn nha anh em, chuyển khoản bao ship luôn nha. Đó, mở lên cho anh em xem nè, bởi vì một bóng này nó không cháy nha. Đó, tắt nè, mở lên nè. Đó, nó xài pin tiểu. Đó, pin trong này nè. Đó, 3 cục. Đó, rồi đậy lại. Đó, đây có cái móc nè, anh em treo lên nè. Đây nó thu ra gắn vô được nè. Đó, rất là tiện luôn nha nè. 250 ngàn cái đèn snap on á, anh em nào nhanh tay thì còn. Cây mỏ hàng chì nha nè. Đó, có tay bóp nè, anh em bóp vô là nó sẽ nhiệt nó sẽ mạnh lên. Còn anh em để bình thường thì nhiệt sẽ nóng như bình thường thôi. Đây có đèn luôn ha. Cái này 100V. Cái này như là 80W này nè. Đó. Không thấy rõ là 80W này của Good Made in Japan nha nè. Cái này bán 250 nha, chuyển khoản bao ship. Mã số 47 ha, 250 cái này, chuyển khoản bao ship, bao sống cho anh em ha. Cái lưỡi rìu này nặng 1kg nha nè. Chưa có mài dũa hết á, nguyên viên từ bãi Nhật về. Chiều dài của nó là khoảng 17cm, chiều rộng của nó là khoảng 12cm. Về anh em mài lại ha, sửa lại chút xíu. Đây nó mẻ nhâm nè. Đó, ok ha, cái này thép hai lớp nha nè. Này thép hai lớp nha. Đây có chữ nè. Rồi không biết chữ gì nữa. Anh em coi phải thép xanh, thép đỏ vô mà. Thép xanh mà anh em mua cái lưỡi rìu 450 về là vô khúc luôn nha nè. Đó, cái đầu này hơi dập dập xíu nha. Cái này bán 450 nha, chuyển khoản bao ship. Rồi, giới thiệu anh em một cái tách hạt bắp nha nè. Đó, anh em sẽ bỏ trái bắp vô đây nè, nó quay ha. Anh em sẽ dùng tay anh em quay. Đó, anh em quay tách hạt bắp xong cái cùi nó sẽ tự chui ra đây. Nó văng ra đây luôn, rất là hay luôn nha nè. Đó, bây giờ nhờ mời anh em xem clip minh họa ha. Cái này Game Bar Sơn lại đi nha. Hàng bãi ha, hàng Nhật. Đây có ba cái chữ tiếng Nhật nè. Đó, sơn lại rất là đẹp ha. Cái này em để cái cốt này, anh em tùy anh em muốn lắp tay quay hay là lắp cái gì vô cũng được ha. Để anh em quay. Đó.
Nè, ở đây có cái tay sẵn nè, anh em ra thợ anh em chế cái tay quay vô thôi ha. Đó, anh em chế cái tay quay vô, cái tay quay này chế nha nè. Đó, chế cái tay quay vô anh em quay thôi. Là ok. Ở đây em chỉ bán về thôi ha. Cái này sơn lại rồi nha nè. Sơn lại. Không có bể không gì hết á. Cái này bằng gang. Đây là cần liên hệ cho em á. Đó, lò xo còn đầy đủ luôn. Rồi mã số 50, một cái F-code của Izumi. Đó, mã của nó là 9H-2 của Izumi nha nè. Cái hộp bằng nhựa còn nguyên vẹn luôn ha. Nguyên zin luôn. Đầu còn đầy đủ luôn. Đây cho anh em coi nè. Izumi 9H-2, ép từ 14 tới 150 mm vuông. Đó, 14 238 nè. Thấy không? 80 100, 60 70, 150. Đó là đủ luôn ha. Đó, anh em mở cái chốt này ra nè. Đó, mình xoay. Đó, ví dụ ép cốt lớn này 150 thì mình xây tới đây mình đóng lại đầu nè, đầu 238 nè, đầy đủ ha, bốn cái đầu nguyên zin còn nằm trong này luôn đó cho anh em xem nè. 22 nè, 38, 14 nè, 80, 150 là đầy đủ luôn ha, anh em gắn vô đây đó. Ví dụ 22 anh em quay qua chém 22 anh em ép nè, 14, 238 ép chung khuôn này ha, đóng lại đó, hoạt động ok nha anh em. Khi mà tới lực lên tự động nhảy cái cạch ha, đó xả lại xuống nè, bơm lên nè đó. Khi mà anh em ép mạnh nữa là tự động nhảy cái cạch ha. Còn này em chỉ minh họa thôi. Hoạt động ok, không có xì dầu hết nha nè. Khô ráo luôn ha. Bãi sao về em bán nguyên zin vậy luôn. Đó, 14 tới 150 nè. Rồi anh em cần cái này liên hệ cho em nha. Nguyên hộp rất là đẹp luôn. Anh em đóng lại anh em xách đi rất là gọn gàng luôn á. Đó. Ha, mã số 50. Rồi, 700.000 một cái máy mài 6 ly của Nitokuki nha nè. Nitokuki ha. Ống zin lầy đầy đủ luôn nè. Rồi cắm hơi vô cho anh em coi thử nè. Đó, chạy hoạt động ngon lành nha nè. Đó, gắn sẵn cục đá luôn nè, về anh em xài ha. Đó, hoạt động ok nha nè. 700.000 cái này nha, mài 6 ly nguyên zin luôn nè, còn cái ống hơi luôn nè, ống xả luôn nè. À. 700.000 Nitokuki. Chạy ok ngon lành, đầu không có rơ lắc gì hết nha nè. Ổ khóa nhà kho nha anh em, bán 100.000 một cái nha, chuyển khoản bao ship. Cylinder hấp lock nè. À, nó có hai nữa. Đó. Vít đầy đủ ha, vít bằng inox luôn ha. À. Alpha stainless steel nè, thép không rỉ nè. Đó, nó sẽ như vậy. Đó, anh em cứ bắn một cái vô trong cái vách ha, một cái vô trong cái cửa, tùy anh em muốn bắn cái nào bắn. Đó, nó sẽ gài vô vậy nè. Đó, gài vô vậy nè. Nha, khi mà anh em khóa là nó sẽ quay cái này qua, anh em muốn mở được ha. Nè, về mới mở được nè. Đó, mở này ra rồi mình mở cửa ra. Nó áp dụng cho mấy cái cửa nhà kho giống vậy nè. Còn vài cái nè, gara, nhà xưởng, nhà kho rồi ha. Đó. Stainless steel. Thép không rỉ, alpha. Rồi, cái này em bán giá 100.000 một cái nha anh em, còn vài cái nè, chuyển khoản qua ship mã số 52 ổ khóa nha.